Người đàn ông này đến dự đám cưới của một người quen. Lợi dụng lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, anh ta đã lẻn vào nhà gia chủ, đập con heo đất, lấy đi 28 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bắt tạm giam đối tượng này. Ngày 6 tháng 8, Nguyễn Ngọc Bộ, sinh năm 1991, quê tỉnh Bạc Liêu, đến dự đám cưới của một người quen tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Lợi dụng lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, Bộ lẻn vào nhà gia chủ với ý định tìm tài sản để trộm. Phát hiện con heo đất để trong phòng, Bộ đã đập vỡ heo đất, gom tiền bỏ vào túi, rồi nhanh chân đi về. Sau đó chủ nhà trình báo cơ quan công an. Qua truy xét, công an thị xã Bến Cát bắt giữ Nguyễn Ngọc Bộ. Đối tượng khai nhận tổng số tiền trộm được đến 28 triệu đồng và đã sử dụng để tiêu xài cá nhân. Đối tượng từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2015.